Một cuộc hội thảo với chủ đề Sinh viên với văn hóa giao thông đã được Khoa Quan hệ Công chúng Trường Đại học Đại Nam tổ chức. Đây được coi là một trong những sự kiện mở màn chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Sinh viên với phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo khởi xướng. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, truyền thông, giao thông và quản lý đô thị, cung cấp một cái nhìn xuyên suốt về giao thông và văn hóa giao thông thủ đô theo dòng chảy thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Nhiều ý kiến đưa ra kinh nghiệm xử lý giao thông tại các thành phố lớn như Manila, Bắc Kinh và Bangkok. Phân tích sự thiếu tương hợp giữa chủ thể giao thông và hạ tầng cơ sở để đi đến slogan cho văn hóa giao thông đô thị ở nước ta, đó là giao thông Việt Nam là văn hóa nhường nhịn. Ý thức của người tham gia giao thông được cho là quyết định cốt lõi vấn đề. Với sinh viên, đó đơn giản là phải chấp hành luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, chủ động nhường đường, không sử dụng phương tiện khi uống rượu bia, không đi xe khi chưa có bằng lái, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Đề tài, nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tôi sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề bức xúc của giao thông hiện nay, nhất là giao thông đô thị, vốn được coi là bộ mặt văn hóa giao thông của Việt Nam, cũng đã được hơn 5.000 sinh viên của Trường Đại học Đại Nam thi viết tham luận và thảo luận sôi nổi. Có thể nói, những cuộc hội thảo như thế này không chỉ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn thực tế, đa diện nhiều chiều về thực trạng giao thông tại các đô thị lớn hiện nay, mà còn tạo cơ hội để sinh viên được trực tiếp thảo luận, tìm ra cách đi lại, cũng như có cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.